Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Nissan Terna. Đây là sản phẩm hàng liên doanh. Với sản phẩm này là đời lốc 4 chân xuyên. Đây, 4 chân xuyên qua thân, rồi bắt vào lốc máy. Lốc được thiết kế với hai khối ghép qua nhau, một mặt trên và một mặt dưới. Đời này nó là đời dùng buli và mặt hít, bao gồm hai mặt bích, một mặt bích hạ, một mặt bích cao. Khi chúng ta tháo vào là đưa vào. Đây là ốc xả bỏ dầu, hoặc gọi là chay, chúng ta gọi là thêm dầu. Đây cái chân lốc của cái dòng này nó hơi đặc biệt một chút. Đây anh em nhìn này. Đây. Đây. Cái dòng Nissan này, cái mặt hít của nó mọi người nhìn để ý này. Nó thường hay bắt dạng như này. Và buli của nó là chạy bản 1, 2, 3, 4, 5, 5BK. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Nissan Terna. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.